Xin phép em bấm lại được không? Xin phép em bấm lại được không? Cái gì? Em xin phép em bấm lại. Lạ quá. Làm sao em? Sao? Đi vô đây, trình bày trong mai bà mối đàng hoàng. Đâu phải chuyện giỡn con gái nhà người ta. Không, ý là qua một phần thời gian tương tác ở ngoài kia đó. Em cho em cơ hội bấm lại ha. Thật lòng không? Dạ, thật lòng. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả. Dạ, cho tụi em cơ hội để tìm hiểu ha. Thật lòng ha. Dạ. Em gái thấy dạ. Sao? Em đồng ý. Dạ. Hai đứa nắm tay nhau nào. Đây là phá lệ của chương trình. Suốt 10 năm, chương trình lần đầu tiên có một trường hợp như thế này. Rất là cảm kích về cái quyết định của bạn. Và vì hai bạn rất là đẹp đôi cho nên chúng tôi phá lệ một lần.